Hello các bạn, hôm nay mình mới nhận được cái con MacBook nha mọi người nha. Cái con này nó mở nguồn không lên. Đây cái model nó đây nha mọi người. Để mình lấy né cho mọi người coi. A1502 nha. Rồi. Đây. Đây là cái nơi của cái chủ nhân của cái máy này ha. Máy này của mình nhận của bên VNPT nha mọi người. Không. Rồi đây. Máy này người ta kiểm kê là 31 tháng 12 2017 ha. Rồi máy này cũng mới MacBook Pro MF 839, người ta ghi cái chữ như này mình không biết. Này. Rồi cái mã nó đây ha. Rồi. Thì cái con này nó không kích nguồn thì mình tiến hành mình tháo này ra, mình đã tháo rồi. Thì các bạn nào muốn tháo thì cứ tháo các cái con ốc ở đây thôi, tháo hết ha. Ở đây mình có bao nhiêu con ốc thì mình tháo hết. Thì con ốc nó là có đặc biệt là con vít nó hình sao nha mọi người nhé, mình mới sử dụng ốc hình sao mới tháo được. Rồi khi mình tháo ra nha mọi người nha, thì mình cứ dở lên thôi, nó vậy đó. Đây ha. Rồi. Đây, khi mình dở lên là nó như vậy cho mọi người nha. Rồi. Thì mình cũng giới thiệu sơ qua cho mọi người nắm luôn. Bạn nào mà chưa tháo MacBook lần nào. Ở đây là cạc không dây ha, ở đây cạc không dây cho mọi người. Ở đây là tất nhiên biết rồi ha, cái quạt làm mát ha. Rồi ở đây là nó có cái cao su này để nó chắn cái nhiệt thoát ra ngoài này, để nó nhiệt nó thổi ra luôn. Cái này cực kỳ quan trọng với mọi người. Có một số bạn á cứ nghĩ cái này là không có quan trọng, cứ tháo bỏ ha. Cái này mình có thể tháo ra được nha, mình lôi ra được. Hoặc là khi mình ráp á mình quên, thì các bạn lưu ý là một điều nha, là cái này là cái cực kỳ quan trọng giúp cho máy nó chạy bền hay không, là do cái này á. Mình sửa một số máy ha, là nó chạy lên nó tắt, chạy lên tắt, đem tới nhiều thợ rồi không biết nguyên nhân ha, nhưng mà tới mình là mình xử cái vụ này ha. Này. Rồi ở đây là cái con CPU nha mọi người. Ở đây là mọi người nhìn này giống thanh RAM quá ta ha. Nhưng mà thật ra không phải nha, nó là ổ cứng cho mọi người nha. À, ổ cứng ha. Thanh RAM nó nằm đây nha mọi người. À, thanh RAM nó nằm đây. Đây, thanh RAM nó nằm đây nha. Còn đây là ổ cứng ha. Ổ cứng này á thì mọi người thấy là cái chuẩn nó rất là khác nha. Đấy, nhìn thấy không? Rồi. Ổ cứng ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ qua đây. Chỗ này là cái rắc, này là rắc pin. Rắc pin cho mọi người nha. Rắc pin nha. Rồi. Ở đây thì mình ở đây này mình xuống đây chút. Đây là cái chỗ mà con chuột ha, chuột. Ở đây là cái rắc con chuột ha. Đây là truyền tín hiệu qua bên cái cạc, bên này cái cạc mở rộng của các cái cổng kết nối ha, cổng kết nối ví dụ USB gì đó, các cổng kết nối nó có thêm cái bo bên này hoặc wifi nè. Rồi. Ở đây là cái rắc của cái fan ha. Còn cái rắc này là đi qua đây không biết là đi lên nó gì đây. Rồi nói tóm lại là vậy nhé mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình sẽ đo đạc xem thử cái men này nó bị gì ha.